chọn lại với hắn.
Rồi, hello các anh em Calisthenics. Thì hiện tại Vũ cũng đã kết thúc cái buổi tập của Vũ ngày hôm nay rồi. Thì tập rất là mệt và rất là nhiều các bạn. Thì cảm ơn các anh em Calisthenics tại Việt Nam đã luôn luôn tin tưởng Vũ và cho Vũ cái động lực để Vũ có thể tập tiếp cái bộ môn hand balancing này và đi chuyên sâu về mảng handstand một tay. Thì như các bạn cũng đã biết là cái handstand một tay mà tập chuyên sâu hay là cái hand balance là tập á, nó gian nan vô cùng đúng không? Tập nó gian nan vô cùng, nó gian nan vô cùng. Bởi vậy trong lúc mà mình giữ cái handstand một tay á, trong lúc mà Vũ giữ cái handstand một tay, những lúc mà muốn mất thăng bằng là Vũ đều nghĩ tới anh em. Vũ đều nghĩ tới tất cả các anh em calisthenics tại Việt Nam đang tin tưởng Vũ, đang tin tưởng Vũ giao trọng trách nhiệm lớn lao cho Vũ ở mảng hand balancing này, để mà chứng minh rằng các anh em hand balancing, các anh em calisthenics của chúng ta rất là mạnh mẽ về ý chí, về thể xác lẫn tinh thần đó. Cảm ơn các anh em rất là nhiều, cảm ơn các anh em calisthenics tại Việt Nam đã luôn luôn ủng hộ mình. So now I can do something like that, bro. I can hold one arm handstand on both sides, bro. Thì yeah, một năm trước mình chưa giữ được one arm handstand, nhưng mà giờ đây mình đã giữ được one arm handstand rất là cứng rồi. Trên 15 giây, 20 giây là chuyện bình thường. Và bây giờ tất cả những người trong đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh, có ai làm được như mình không? Có ai làm được không?